Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện nhé. Kênh video chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh và tất cả các loại động cơ xăng điện. Đấy. Hôm nay em làm một cái video so sánh về hai cái dòng động cơ Lifan 130 và 150cc hàng côn tự động nhá. Cái dòng này thì các bạn có thể lắp vào những cái dòng xe phổ thông Dreamway hoặc là các cái dòng máy tương tự, bởi vì kích thước của nó gần như là giống nhau. Đây các bạn có thể để ý dòng hai dòng 150 và 130 kích thước gần như là 110, 19. Hai cái dòng máy này thì nó chỉ khác nhau về cái dung tích xi lanh. Thằng này là 150, còn thằng này là 130. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn tất cả số côn tự động là giống nhau. Cái dòng máy này thì nó có cái đặc trưng là cái đầu nhông da là đều nhông cốt lớn. Cốt này là cốt 19 mini này. Rất là thích hợp cho các bạn làm cái xe 3 bánh sử dụng số lùi cốt 19 này. Đấy. Máy thì đều có chứng chỉ xuất xưởng các thứ linh tinh của nhà máy rất là đầy đủ. Đây. Đấy. Moto Quantili CVTK này. Đấy. Cái này là chứng chỉ chất lượng này. Nhà máy này. Lifan này. Technology này. Đấy. Đây là chứng chỉ của tất cả các dòng máy nó đều. Con 130 cũng có các bạn nhé. Cái này đi kèm này. Đấy. Chứng chỉ chất lượng này. Ngày xuất xưởng này. Ngày 16 tháng 3 năm 2023 này. Con này cũng thế nhá. 16 tháng 3 năm 2023. Đấy. Thì cái này không biết có phải là số máy không đây này. Đấy. Cái này mình không dành về số khung, số máy nó đục ở đâu đó. Đại loại là đây là hàng của dòng công ty các thứ nhá, mã vạch các kiểu đây các bạn này. Cái bên Trung Quốc ấy thì nó có những cái hàng động cơ đầu bảng, đấy là Lifan, Zhongsheng. Đấy. Và những cái dòng hàng 2 thì có dòng Yansing, Insiang hoặc là dòng máy 5A. Nói chung là một số cái dòng không nổi tiếng ấy. Ít nghe nói đến thì là loại 2. Còn loại 3 là loại không tem nhãn, thì cái loại đấy là dòng xe chơi. Đấy. Em sẽ quay cái mặt kia cho các bạn xem. Mặt này thì sẽ có cần số. Đây, cần số đây. Và cần khởi động, cần số đây. Máy thì đều có củ đề. Và máy này được gọi là máy nằm ngang. Còn đây là cái mặt bên cần khởi động của nó đây. Đây là Lifan 150 này. Đấy. Đây là Lifan 130 này. Lifan 130 thì nó có dung tích xi lanh là 130 nhá. Đấy. Đối với cái dòng máy như dòng Insiang ấy thì cũng 130 nhưng mà dung tích xi lanh của nó chỉ có 124 thôi. Đấy, nhưng con này là 135 đủ các bạn nhé. Cũng máy 5 số 01234. Đấy. Thì đây là toàn bộ một cái bộ máy, các bạn có thể mua chế hoặc không mua chế. Thì máy sẽ đi kèm theo là cần khởi động, cổ chế, cần số và chế. Các bạn bỏ chế đi thì bên mình sẽ bớt tiền đi cho. Đấy. Giá thành sản phẩm thì em sẽ để dưới phần mô tả sản phẩm. Các bác chịu khó đọc hoặc là liên hệ với bên em 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.